sẽ chóng qua. Từng dành trọn cho nhau không thể nào xa cách đâu. Dẫu đang nghe qua mái đầu, hay khi chiều mưa úa màu. Thời gian ngừng trôi qua khi ta về chung mái nhà. Bên nhau là một món quà, mãi mãi không muốn rời xa. Có cái gì mày nói để mày nhìn hoài vậy? Chuyện lâu chưa? Sao mày không nói tao biết? Chuyện gì? Cái chuyện mày quen nó đó. Tao chưa quen mà. Chưa quen? Chưa quen sao mày hôn nó? Tại nó nói nhiều quá. Mày làm cái gì vậy? Tao ký cái đầu mày bây giờ. Tao hôn nó là tại vì tao thích nó. Chứ mày không có cửa đâu. Nhưng mà tại sao mày thích nó? Mày vốn biết tao là một đứa chán rồi. Ai nhìn vào cũng đứa học giỏi, chắc nhiều ước mơ lắm. Nhưng bản thân tao lại không hề biết mình muốn cái gì và phải cố gắng gì điều gì. Trước giờ tao nghe về quy tắc 10.000 giờ nhiều rồi. Nhưng lần đầu tiên tao tận mắt thấy người khác làm điều đó. Một người chăm chú tập đi tập lại một động tác để trở thành master. Tao thường nghe nói người ta đẹp và tỏa sáng nhất khi nỗ lực làm việc. Và lần đầu tiên tao hiểu được điều đó. Ban đầu tao cứ nghĩ một người học dốt như Khoa phải lười biếng lắm. Nhưng không, Khoa rất nỗ lực. Mấy cái bài này là ông tự làm hay mấy cái bài này là tôi tự làm. Không tra Google, không mở sách dạy, không nhờ ai dạy hết. Chỉ có điều... Đúng được 5 trên 10 câu. Thì hả? 5 trên 10 luôn. Chỉ số IQ của mọi người không giống nhau. Và tốc độ hiểu cũng khác nhau. Cả tao và Khoa đều biết điều đó. Cho nên là tụi tao cùng nhau cố gắng. Vì vậy mà tao mới thích Khoa đó. Trùng hợp vậy. Ở đây tôi có bông, băng, thuốc đỏ. Ông cần không? Cùng nhau và đi đến nơi thuộc về riêng chúng ta. Bên nhau là một món quà, mãi mãi không muốn rời xa. Sao vậy? Mày cho nó hỏi một câu tới vậy được không? Thì hỏi đi, mắc gì khách sáo vậy cha? Mày nằm trên hay nằm dưới vậy? Mày chơi với tao bao nhiêu lâu được ha? Tất nhiên là nằm trên rồi mày nói gì vậy? Đúng, bạn tao là phải vậy. Cho dù có bê đơi mày cũng phải nằm trên, biết chưa? Nhưng mà tao thấy cái chuyện nằm trên hay nằm dưới nó không quan trọng. Quan trọng là mình yêu là được mà. Này sến dữ ha. Ê, mày sao mày biết cái vụ này vậy? Mày đừng nói với tao là ê, mày... Tao biết mày đang nghĩ cái gì đó. Tao không phải vậy. Mày đừng quên tao là khách quý của hữu chú Bích Phương nha. Ngày nào mà bả không lãi nhãi mấy cái này vô đầu tao. Ê Kha. Ừ? Mà mày có giận tao cái chuyện tao giấu mày tao gây không? Mắc cái gì giận? Bí mật của mày nói hay không là tùy mày chứ. Nhưng mà ít nhất á, cái chuyện tình cảm của mày còn suôn sẻ hơn cái chuyện tình cảm của tao. Mày thì yêu thiệt, còn tao yêu qua mạng đây. Ủa, nó chưa chịu gặp mày hả? Ừ, lần nào cũng nói ngại với bạn không à. Ê, có ai nào tao bị chát không mày? Cha ơi, cha nghĩ gì vậy cha? Nhiều khi là con gái người ta ngại, người ta chưa có đủ dũng cảm để ra gặp mày. Chứ mày nghĩ gì vậy? Thiệt không? Ai biết, tao có phải anh gái đâu mày hỏi tao. Nhưng mà nãy giờ tao thấy mày vui hơn rồi đó. Chắc là nói chuyện với tao là mày nhẹ lòng hơn hả? Không. Tao vui là tại vì tao hung được rớt. Chứ mày liên quan gì? Mẹ mày. Mày nói thật cho tao biết đi. Chuyện là như thế nào? Chuyện không có như mày nghĩ đâu. Mày phải nghe tao giải thích. Mày khỏi. Tao nhắc lại một lần nữa. Cái vấn đề này tao cần biết là hiện tại mối quan hệ của hai đứa mày là cái gì? Có là cái gì đâu. Mày chối làm gì? Tao đứng từ đầu tới cuối tao thấy hết mà. Chối nào trời. Nói gì ạ? Còn nói cái gì đâu mà nói. Mày đừng có chối. Chính mắt tao thấy cái mỏ mày chu ra dài 20cm đi nè. Năm xăng gì nè. Đó, cái mỏ mày chu ra vậy đó mày hung người ta. Sao bây giờ mày nói không có vấn đề gì? Đại ca là không có biết.
hôn tao bất ngờ mà. Thiệt tình tao rất là thất vọng như mày luôn. Làm gì thất vọng? Mày không còn một cọng giá nào hết. Mày nghĩ sao vậy? Tao biết là mày thích nó, nhưng mà ít nhất mày vẫn giữ là một chút giá trị cho bản thân mày chứ. Mày làm vậy rồi mốt Vinh nó coi mày đã gì. Tao đã kêu là tao không có biết. Nó hôn tao bất ngờ, sao mà tao lường trước được. Vậy thì đi đi. Đi đâu? Đi hỏi nó xem thử là mối quan hệ của hai đứa mày hiện tại là cái gì. Dám đi không? Dám. Đi. Ê, tao đi một mình. Ừ. Nhưng mà mày phải giữ bí mật. Ừ. Chắc. Chắc. Hứa. Hứa. Ok. Chắc. Chắc. Hứa. Mày làm gì? Coi Facebook được nhiêu like. Sao mà không có tin tưởng bạn bè hết á? Bạn bè nó không tin tưởng đó. Thảo ơi, Phương ơi, có chuyện hay rồi. Chỗ rồi nên sao ra đi đứng. Chịu khó đi, chỗ này là gần nhất rồi. Sao mà cứ im re vậy? Hay là tính vậy hoài? Im lặng đi, lộn xộn quá không nghe tụi nó nói gì hết á. Tại nó ồn kìa. Tại ông ồn á. Im đi, tụi nó đang nói gì kìa. Ờ thì cái chuyện đó bọn mình giờ ông tính sao? Hả? Thì bây giờ quét xong cái đống rác này đi, chứ hồi tí thầy xuống kiểm tra chứ sao. Tôi đâu có nói cái chuyện này, nói cái chuyện đó kìa. Cái đó đơn giản mà. Thì ông cứ hốt ông gom đó đi, tí hồi tôi hốt giùm ông. Tôi đâu có nói cái chuyện hốt rác, tôi nói cái nụ hôn kìa. Cái đó thì sao? Sao là sao? Ông hôn người ta cho đã, xong giờ hỏi sao? Tôi đang chờ câu trả lời của ông mà. Ông hỏi tôi bao giờ mà chờ có trả lời? Nè, cái hôm ở sân thể thao tôi nói thích ông là chờ câu trả lời của ông được còn gì. Chứ ông muốn sao nữa? Tôi tưởng ông nói giỡn, cho nên đâu có nghĩ tới. Tôi nói thiệt đó trời ơi. Rồi bây giờ ông suy nghĩ đi. Chuyện đó tôi đồng ý. Hôn đi, hôn đi. Im, nghe tụi nó nói gì kìa. Chắc tôi phải suy nghĩ thêm. Cái gì? Vẫn phải suy nghĩ. Thì ông mới bắt tôi suy nghĩ mà. Thôi được rồi, bây giờ ông suy nghĩ đi. Tôi sẽ đứng đây. Tôi cũng thích đâu. Tôi suy nghĩ xong rồi đó. Quét tiếp đi. À. Chào Lam buổi sáng. Nếu được, ta rất muốn được gặp Lam một lần. Lam có đang ở đó không? Nhưng mà thật sự là mấy đứa chip hoi nó yêu nhau trẻ trâu dữ thiệt luôn á. Mày làm như mày lớn lắm đó. Nhưng mà trong trường hợp mà mày phải công nhận là tao trưởng thành hơn đúng không? Mày làm gì lấy điện thoại tao vậy? Đi. Đi đâu? Đi. Nè, nè, bu coi, bu tao ra, bu,
tuần sau ông sẽ gặp người đó. Tình đầu của tôi. Người ta hơn ông 3cm lận. Tới rồi đó. Kha. Bình tĩnh, cứ từ từ, có gì nói hả? Tại sao mày lừa tao hả? À, không, tao chỉ định trả đũa mày vụ hôm trước. Mày chọc hoài trước mặt tao à. Chứ tao không có ý gì hết đó Kha. Tao đã xin lỗi mày cái vụ đó rồi mà. Thì vụ này tao cũng xin lỗi mày luôn. Thì coi như là mình có qua có lại ha. Mày cũng biết là hai cái chuyện này nó có giống nhau. Mày biết không? Thì đương nhiên rồi, tại vì dù gì tao cũng cờ rớt khoảng năm rồi. Còn mày á, mày mới có mấy ngày à. Cho nên trong cái chuyện này chắc chắn tao là người bị thiệt. Bây giờ tao rộng lượng, tao bỏ qua cho mày. Coi như là mình về nha Kha. Một năm của mày chắc gì bằng mấy ngày của tao hả? Hả? Trong chuyện tình yêu á, thời gian không phải là vấn đề. Mày nói gì vậy? Sao lúc nhắn tin câu trả lời đúng sai mày lại nói vậy? Bây giờ mày bình tĩnh, mày buông tao ra đi, rồi từ từ tao nói với mày nghe ha. Bình tĩnh. Mày nói đi. Thật ra là tao thấy mày giỏi thiệt, nhưng mà mày thường hay xem tao rớt, chứng tỏ là bản thân của mày rất là tự ti, hoặc là ít nhất mày không đủ tự tin cho những sự lựa chọn của mày, nên là mày mới xem tao rớt để có thêm động lực. Nhưng mà thật sự tao nói thiệt, cái đó xem hoài không có tốt. Xin lỗi nhỏ bạn Phương của tao hay xem tarot, chứ cái đó lâu lâu á mình xem vài lần những câu chuyện tình cảm cho nó vui, chứ kiểu tuần nào mày cũng đi xem là cái đó là mày bị ám ảnh tâm lý rồi, bị tự ti thái quá, nên là tao muốn tốt cho mày tao mới nhắn vậy. Với lại mình là đàn ông mà, mình phải có bản lĩnh chứ, mình dám suy nghĩ thì phải dám làm, vậy càng phải làm tới cùng nữa mới phải. Sai thì thôi, sai thì sửa, đời này có ai đúng hoài đâu, đúng không? Thì cái mục đích ban đầu của tao cũng chỉ là vậy thôi. Nhưng mà nếu như cái chuyện tao làm mà khiến mày cảm thấy khó chịu thì cho tao xin lỗi nha. Trời, chọc chúng điên rồi trời. Đúng là con ếch chết ở cái miệng mà. Ủa, lúc đầu Phách nói với tôi lắm mà. Cải Lan, có biến rồi. Giáo viên mới chuyển vào trường á mà lại đối đầu với giáo viên lâu năm, đúng là non. Ừ, mà thầy hiệu trưởng nói rồi nha, nếu mà năm nay á lớp của thầy không vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp thì thầy tự lo liệu đi nha, cuốn gói đi là vừa. Chủ nhiệm 12A13 mà dám đối đầu với 12A1. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tiến Hải trong vai Thế Vinh. Còn mình là Thế Bằng trong vai Thủ Khoa. Và nếu như mà mọi người yêu thích tụi mình á, cũng như là phim Thiên Tài Hạng Bét, thì ủng hộ tụi mình bằng cách mua những chiếc áo này hoặc là những set bóc cạc. Và khi phim ra mắt, mọi người nhớ like, share và cùng tham gia mini game của tụi mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.